Dạ vâng, dạ cô thấy cái màn hình của em không ạ? Đó thôi ạ. Dạ, dạ kính thưa cô giáo sư tiến sĩ Lê Thị Bích Thuận cùng các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, sau đây xin được phép mới trình bày cái chuyên đề cập nhật xử trí rối loạn nhịp thất và dự phòng đột quỵ do tim. Thì nội dung trình bày của em gồm có, thứ nhất là tổng Dạ quát Bắc Liêm ơi, Bắc Liêm nói nhỏ, Bắc Liêm nói to lên tí nè. Alo alo. dạ. Em xem cái loa của em nó có nhỏ thì ấy lên tối đa. Dạ, dạ alo ạ, dạ, dạ sau đây em xin cái nội dung trình bày của em gồm có, nhất là phần tổng quan, thứ hai là cái khuyến cáo của AMA năm 2017 và thứ ba là kết luận. Thứ nhất chúng ta nắm cái phần định nghĩa đột quỵ do tim theo AMA năm 2017 là tử vong đột ngột và bất ngờ xuất hiện trong vòng 1 giờ từ khi khởi phát triệu chứng hoặc là xuất hiện ở các bệnh nhân được xác định tử vong trong phạm vi 24 giờ khi không có triệu chứng và có khả năng là do rối loạn nhịp tim hoặc là thảm họa huyết động. Thứ hai là một số cái thuật ngữ về rối loạn nhịp thất, đầu tiên là nhịp nhanh thất thì gồm có hai vế, nhất là các gồm có trên ba cái phức hợp liên tiếp có nguồn gốc từ thất, thứ hai là nhịp tim phải trên 100 chu kỳ 1 phút và có các cái tiếp như là nhanh thất bền vĩ, nhanh thất không bền vĩ, nhanh thất đơn hình, nhanh thất đa hình và nhanh thất hai hướng. Nhanh thất bền vĩ tức là cái cơn tim nhanh thất kéo dài trên 30 giây hoặc là đòi hỏi phải chấm dứt các cơn do các rối loạn huyết động trong vòng 30 giây. Còn nhanh thất không bền vĩ tức là có trên 3 nhịp và có thể tự chấm dứt. Nhanh thất đây là cái nhanh thất đơn hình tức là các cái phức bộ QRS nó đơn thuần, nó ổn định và từ thứ nhất này đến nhất nhất bóp tiếp theo. Nhanh thất đa hình thái là các phức bộ QRS nó thay đổi từ nhát bóp này đến nhát nhát bóp tiếp theo. Và tim nhanh thất mà hai hướng tức là cái phức bộ QRS từ nhát bóp này đến nhát bóp tiếp theo nó luân phiên nhau trên cái trục mặt trán của QRS. Và cái nhanh thất hai hướng thường thường gặp trong cái ngộ độc dioxin hoặc là cái tim nhanh thất đa thái do tăng tiết catecholamine. Một thuật ngữ thứ hai tức là cơ sắc carbon là cái xoắn đỉnh. Xoắn đỉnh đây là một dạng đặc biệt của tim nhân thất đa thái, nó thường xuất hiện ở trên những bệnh nhân có hội chứng QT, có cái QT kéo dài và đặc trưng của nó tức là cái độ QT nó thay đổi về biên độ và nó xoắn xung quanh một cái trục đáng đi. Nó thể hậu quả của những cái nhịp chậm và đặc biệt là cái lóc nhịp thất cao độ nó dẫn tới các cái chu kỳ dài ngắn liên phiên nhau và khởi phát cho cái xoắn đỉnh. Thêm cái nữa tức là cái cuồng thất tần số thất rất là nhanh, khoảng tầm 300 chu kỳ 1 phút đều và giữa các cái phức bộ QRS thì không có cái khoảng đẳng điện xen giữa. Thuật ngữ về trung thất là những cái tần số thất rất là nhanh trên 300 chu kỳ 1 phút, nó không có đều, các cái hoạt động điện sóng nó không có đều. Về dịch tễ đột quỵ do tim, đột quỵ do tim và hệ quả của nó là gánh nặng rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Ước tính trung bình mỗi giây có khoảng cứ có một bệnh thì có một bệnh nhân bị đột quỵ do tim. Có khoảng 20 đến 25% đột quỵ do tim là biểu hiện đầu tiên của bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên hầu hết là do nguyên nhân tim mạch đã được biết từ trước, như đặc biệt là nhờ các bệnh lý về về mạch vành. Và trong vòng 30 năm trở lại đây, đột quỵ ở Hoa Kỳ tính cứ mỗi năm có khoảng 230.000 đến 350.000 trường hợp đột quỵ do tim. Và cái dịch tễ ở ở các cái quốc gia cũng như các vùng trên thế giới cũng ghi nhận cái số lượng tương đối lớn, tỷ lệ trên 100.000 dân. Cụ thể tức là ở ở Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á, các nước châu Á cũng như các nước châu Phi, tỷ lệ này rơi vào khoảng là 30 đến 40 bệnh nhân trên 100.000 dân. Và cái tính chất nghiêm trọng của đột quỵ do tim là như thế nào thì có khoảng chiếm khoảng 63% nguyên nhân đột quỵ do tim mạch. Trong những cái nỗ lực trong những năm gần đây thì chỉ có dưới 20% bệnh nhân ngừng tuần hoàn bất cứ có tim đập trở lại và chỉ có mới dưới 10% bệnh nhân có thể ra viện được. Như vậy cái tỷ lệ mà để cho bệnh nhân có tim trở lại đã thấp, một tỷ lệ bệnh nhân có thể ra viện được càng thấp hơn nữa. Và cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân đột quỵ do tim trên toàn cầu là chỉ dưới 1%. Ở Mỹ và các nước châu Âu, cái hệ thống cấp cứu ban đầu rất là tốt,
tuy nhiên cái tỷ lệ cũng rơi vào khoảng 7-8% bệnh nhân sống sót sau được phẫu thuật tim. Tại Hoa Kỳ năm 2001-2002 thì người ta ghi nhận cái đột tử do tim làm chết nhiều hơn một số các cái bệnh phổ biến khác cộng lại, người ta biết mạch máu não, ung thư phổi, ung thư vú, HIV, và ở Mỹ thì xem là cái kẻ giết người số 1. Về nguyên nhân đột tử do tim thì chúng ta phân thành các cái nhóm khác nhau, nhất là bệnh lý về mạch vành như nhồi máu cơ tim, các bất thường về mạch vành, co thắt mạch vành, các bệnh cơ di truyền như là chứng QT dài, QT ngắn, chứng Brugada, chứng tái cực sớm, tim mạch thất đa hình thái, các cái bệnh lý về cơ tim hiện đại, cơ tim giãn, các bệnh lý cơ tim về mạch cấp phải như cơ tim sơ hóa cơ tim, đặc biệt là suy tim phân số có mức giảm ở F dưới 35%, các bệnh lý về van tim và bệnh tim bẩm sinh. 65 trong nhóm đột tử thì có đến 65% là đột tử do bệnh mạch vành, 10% do bệnh tim cấu trúc, 10% do các rối loạn nhịp không rõ bệnh tim cấu trúc, và 15% là do các nguyên nhân khác. Còn đây là chúng ta thấy cái biểu đồ để chúng ta thấy được rằng cái tỷ lệ cái nguyên nhân đột tử do tim ở phân bố các nhóm tuổi cũng tương đối là khác nhau. Ở những bệnh nhân trẻ dưới 30 tuổi thì cái nguyên nhân thường gặp đó là có bệnh lý viêm cơ tim, bệnh cơ tim bị đại, những cơ thể dài, cơ thể ngắn, các cái loạn xạ ở thất phải, các cái bất thường có chức quyền động mạch vành của chứng Rura, các cái dung thất vô căng hoặc là nhân thất đa tim nhân thất đa hình thái. Lứa tuổi khoảng từ 30 đến 45 tuổi thì nguyên nhân thường gặp hơn đó chính là các bệnh lý về mạch vành. Ở những bệnh nhân từ 35 tuổi và 45 tuổi trở lên thì cái nguyên nhân thường gặp là bệnh lý mạch vành và bệnh cơ tim giãn. Cái nguyên nhân ít gặp hơn đó là các bệnh lý về van tim, các bệnh cơ tim thâm nhiễm. Về cái thực tế lâm sàng chúng ta vẫn cần để ý tập trung hơn cái nguy cơ đột tử do tim đối với những cái đối tượng nguy cơ rất là cao, và những cái bệnh nhân suy tim phân số máu giảm dưới 30%, tỷ lệ đột tử do tim lên đến là trên 20%. Những bệnh nhân mà sống sót sau ngừng tim, những bệnh nhân có các mắc cơ về rối loạn nhịp tim, nguy cơ rối loạn nhịp tim, những bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim thì tỷ lệ đột tử do tim cũng rất là cao. Và cái giảm công suất tông máu thất trái là một yếu tố nguy cơ quan trọng nhất trong tỷ lệ tử vong toàn bộ và đột tử do tim. Cơ chế của rối loạn nhịp thất thì bao gồm nó có thể thì trên những bệnh nhân có tính tế bào cơ tim có tính động bình thường, có thể là tính tự động bất thường, các tự động khởi kích do tái cực sớm hoặc muộn, và cơ chế vòng vào lại. Cơ chế vòng lại là cơ chế cơ bản của hầu hết các cái rối loạn nhịp thất do sự nhiễm của bệnh tim cấu trúc. Bên cạnh đó có các cơ chế tiềm năng gây đột tử như là cơ chế thiếu máu cơ tim, như các bệnh về cơ tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cục bộ cơ tim, các bệnh về mạch vành, tình trạng sơ vữa bóc tách động mạch vành hay co thắt mạch vành, đến các cái cầu cơ mạch vành, cái cơ chế gây viêm, một số cái cơ chế cơ học như sự tăng giãn của các cái buồng tim, sơ sẹo hóa cơ tim, các cái mất đồng bộ cơ tim, các cơ chế về thần kinh và đặc biệt là cơ chế về gen. Chúng ta cần phải khai thác kỹ cái bệnh sử, đó là những cái triệu chứng mà liên quan tới rối loạn nhịp như hồi hộp, đã chống ngực, chóng váng, ngất, khó thở hoặc là đau ngực. Những cái triệu chứng liên quan tới bệnh tim như bệnh nhân khó thở khi nằm, các cái cơn khó thở thực phát, đặc biệt là cơn khó thở thực phát về đêm, đau ngực hay là phù. Những cái yếu tố khởi phát như là gắng sức, xúc cảm, các yếu tố nguy cơ tim bệnh lý mạch như các bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, béo phì, những cái bệnh tim mạch đã biết, các bệnh lý mạch vành, bệnh van tim, tim bẩm sinh, việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân, việc tốn nhiều thuốc có thể gây ra làm cái QT kéo dài, và tiền sử các bệnh lý thứ càng như bệnh lý tuyến giáp, bệnh thận mạng, bệnh phổi và đột quỵ. Chúng ta cần phải khai thác tiền sử của gia đình là tiền sử đột tử do tim ngất không rõ nguyên nhân, tiền sử đột tử người trẻ, trẻ em hoặc là sảy thai tự phát lặp đi lặp lại có liên quan tới bệnh lý bất thường ở chân ở tim, tiền sử bệnh tim mạch rối loạn nhịp hoặc các rối loạn nhịp truyền, các tiền sử bệnh lý về thần kinh cơ và tiền sử động kinh. Chúng ta thăm khám lâm sàng, chúng ta còn đánh giá về tần số tim, nhịp tim đều hay không đều, cái huyết áp bình thường cũng như huyết áp trong lúc có rối loạn nhịp tim, chúng ta phải nghe tim, khám các cái tình trạng suy tim trung huyết hoặc là bệnh nhân có tiền sử các cái sẹo sơ ở tim sau phẫu thuật tim, sau phẫu thuật thay van hay lá nhồi máu cơ tim hoặc là các đốt các chỗ rối loạn nhịp.
các cái xét nghiệm mà cần được khảo sát trên trên bệnh nhân, đó là đo điện tim ECG thường quy, công tơ điện tim, máy theo dõi cái tim cái da, các cái chẩn đoán không xâm nhập như là siêu âm tim, chụp CT hoặc MRI tim, các cái marker sinh học như NT-proBNP, troponin T, sinh nhảy, các cái xét nghiệm di truyền và các cái chẩn đoán hình ảnh xâm nhập như là đường CT thăm dò CTA là một phần, hoặc là chụp tổng phần hình qua da và thăm dò được CT tim. Có rất là nhiều các cái trang điểm đánh giá đột tử tim, tuy nhiên các cái trang điểm này nó phân bố vào từng cái nhóm bệnh riêng. Như trang điểm đó đánh giá nguy cơ đột tử tim liên quan tới các bệnh lý mạch vành, hoặc là CTO đánh giá trên cái bệnh nhân suy tim từ nhẹ đến nặng, từ vừa đến nặng. Trang điểm hoặc là các cái điểm MERS, refine đánh giá nguy cơ đột tử ở những bệnh nhân sau nhồi máu tim, phân tích trong máu giả. Thì liên quan độ phân độ NIHA và đột tử do tim, chúng ta nhận thấy rằng những bệnh nhân mà NIHA suy tim nặng NIHA 4 thì cái tỷ lệ đột tử do tim là chính tỷ lệ là thấp hơn so với những bệnh nhân mà suy tim NIHA 2, NIHA 3. Những bệnh nhân NIHA 4 thì cái tỷ lệ mà đột tử, tỷ lệ chết nhiều hơn là thiên về cái tình trạng suy van tim. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với những trên cái bệnh những bệnh nhân mà suy tim giai đoạn cuối NIHA 4 thì vấn đề mà sử dụng cái máy ICD thì cần phải cân nhắc thật kỹ, vì đôi khi có thể không có lợi. Các cái thuốc tác động lên đột tử tim, về các thuốc mà tác động trực tiếp thì hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh các thuốc có thể dự phòng trực tiếp đột tử tim. Như vậy là các cái thuốc phần hầu như là tác động gián tiếp qua các cái vấn đề điều trị, tác động lên một số cái cơ chế của tim. Đây là cái bản thống kê thấy một số cái thuốc như là các thuốc chế men chuyển, các thuốc kháng testosterone, các thuốc chạy beta cho thấy rằng cải thiện làm giảm cái tỷ lệ tử vong toàn bộ. Các có những thống kê và việc điều trị làm giảm có một số cái biện pháp để làm giảm đột tử do tim thông qua điều trị tình trạng thiếu máu cơ tim, tái thông mạch vành, chạy beta, hoặc là dự phòng các mạch sơ vữa như dùng statin chế men chuyển, aspirin, hoặc ổn định cân bằng tự động dùng chạy beta chế men chuyển, cải thiện cái chức năng bơm dùng các thuốc chế men chuyển chạy beta, hoặc các thuốc apne chế tinh đồng phần SST2, dự phòng các cái rối loạn nhịp tim chúng ta dùng chạy beta hoặc là nhóm amiodarone, và cái kết thúc của rối loạn tim đó chính là cái máy ICD hoặc là chúng ta phải sốc điện ngoài cơ thể. Sau đây tin xin đi vào chi tiết về cái khuyến cáo của điều trị rối loạn thất và dự phòng đột tử do tim của ANCA năm 2017. Thì Hội đồng châu Âu cũng có khuyến cáo năm 2015, 2021 thì cũng có một số cái cập nhật. Thì đây là cái mức khuyến cáo cũng như cái mức độ bằng chứng của các cái khuyến cáo. Tiếp một bệnh nhân được ghi nhận hoặc là nghi ngờ rối loạn thất thì chúng ta cần phải đánh giá một tổng thể. Chúng ta phải thăm khám, hỏi bệnh sử và thăm khám, khuyến cáo cho các bệnh nhân ngất là bệnh nhân biểu hiện ngất mà ghi nhận được do rối loạn nhịp thất hoặc là nghĩ rằng có thể do rối loạn nhịp thất cần phải được nhập viện để đánh giá theo dõi và điều trị. Các cái đánh giá không xâm lấn như là ECG hai chuyển đạo và test kháng thích. Đối với ECG hai chuyển đạo thì tất cả những bệnh nhân có nhịp nhanh, tốc độ quy rét rộng kéo dài, huyết động bệnh thì đều cần phải được đo ECG hai chuyển đạo, hoặc là những bệnh nhân mà ghi nhận hoặc là nghi ngờ rối loạn nhịp thất thì cần phải đo ECG ở mức độ nhịp xoang để tìm bằng chứng của cấu trúc khác. Đối với bệnh nhân có triệu chứng rối loạn nhịp thất liên quan tới gắng sức, nghi ngờ do thiếu máu cơ tim hoặc là nhân thất đa dạng do tăng tiết catecholamine thì test gắng sức rất hữu dụng để đánh giá khả năng gây cơn khi gắng sức. Tiếp theo là cái công tơ điện tim. Công tơ điện tim rất hữu dụng để đánh giá các cái triệu chứng như là hồi hộp, tiền ngất hoặc là ngất có phải do rối loạn nhịp thất gây ra hay không. Dụng cụ, đối với dụng cụ theo dõi cái vào cơ thể thì bệnh nhân với các triệu chứng không thường xuyên bao gồm ngất được nghi ngờ liên quan tới rối loạn nhịp thất thì việc khuyến cáo dùng cụ theo dõi cái vào cơ thể có thể một điều kiện hợp lý và khuyến cáo mức độ 2A. Về các test hình ảnh học không xâm như là siêu âm tim, MRI CT cũng cần phải được đánh giá cho bệnh nhân.
về một số cái chỉ điểm về sinh học, ví dụ như là thiên nhiên nhân có thông tin công trúc, định lượng cái tác tính lợi điện để có thêm thông tin tiên lượng và lượng giá nguy cơ độc tử khuyến cáo 2A về đánh giá di truyền ở hội chứng bệnh nhân hội chứng muốn làm nghiệp, thì những bệnh nhân hoặc thành viên gia đình được khuyến cáo là không thức gian để quan tâm nguy cơ độc tử tư vấn di truyền. Về hình ảnh học hoặc xâm lấn đến là chúng ta thông tin hoặc chụp CT mạch vành, thì trên bệnh nhân hồi phục sau thông tin nhưng vẫn không giải thích được thì chụp CT mạch vành, CT mạch vành hoặc là chụp mạch vành qua da là hữu ích để xác định xem bệnh nhân có bệnh tình huống phục hồi hay không để định hướng tái thông cơ tim. Thêm một cái nữa tức là thăm dò điện trên lít tim và rối loạn nhịp thất, thì được khuyến cáo là ở bệnh nhân bệnh cơ tim thiếu máu phục hoặc là không do bệnh tim phục hồi hoặc không do bệnh tim phục hồi hoặc là bệnh tim bẩm sinh ở người lớn mà bị ngất hoặc là có triệu chứng khác của rối loạn nhịp thất và không đủ chỉ định để cái ACD phòng ngừa tim phát, thì được thăm dò điện trên lít tim có thể hữu ích để đánh giá nguy cơ nhịp thất kéo dài. Đây là cái lực đồ cho chúng ta thấy cái về vấn đề điều trị nhanh thất đơn giản kéo dài, thì đối với những bệnh nhân mà nhanh thất đơn thuần bền vững chúng ta phải căn cứ vào cái quyết định của bệnh trong cơ của bệnh nhân. Nếu quyết định không ổn định thì chúng ta tiến hành là sốc điện, nếu quyết định ổn định thì chúng ta sẽ đi theo các bước, chúng ta cũng phải hỏi bệnh thăm khám đo điện tim, chúng ta xem thử bệnh nhân có cái bệnh tim cấu trúc hay không, nếu có bệnh tim cấu trúc thì chúng ta sẽ tiến hành sốc điện chuyển nhịp các khuyến cáo rất quan, hoặc là chúng ta có thể dùng các thuốc, những thuốc nhóm 1A hoặc là các thuốc nhóm 3 như amiodarone để có thể tắt cơn. Nếu mà không tắt được cơn thì chúng ta phải chuyển sang sốc điện. Còn nếu nhưng mà bệnh nhân không có bệnh tim, không nghi ngờ cái bệnh tim cấu trúc mà hình dạng của cái tiền tim đó là một cái rối loạn nhịp thất nó vô căn, thì chúng ta nghĩ đến cái nhịp nhanh thất mà nhạy cảm với verapamil, thì chúng ta sẽ dùng verapamil cho các cơ. Những cái nhanh thất mà ở đường tống máu thì chúng ta chạy dùng thuốc chạy beta cũng có hiệu quả trong vấn đề cắt cơ nhanh thất. Nếu không hiệu quả thì chúng ta phải tiến hành sốc điện. Về vấn đề điều trị dự phòng tránh tái phát thì hoặc là chúng ta có thể tiến hành đốt rất nhiệt qua đường ống thông, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc vitamin hoặc là chạy beta. Đối với bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ, việc phòng ngừa đột tử tứ phát trên bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ, phòng ngừa tứ phát bệnh nhân đột tử tim trên bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ là nếu bệnh nhân được sống sót sau ngừng tim hoặc là nhanh thất mà đơn hình thái bền vững, thì những bệnh nhân này được khuyến cáo là cần phải đánh giá thể tái thông mạch vành và đánh giá các cái nguy cơ đột tử do tim khuyến cáo rất quan. Nếu mà bệnh nhân không được tái thông mạch máu thì chúng ta cần phải xem xét trên các cái ứng cử viên ICD. Những ứng cử viên này là chúng ta căn cứ vào cái tình trạng chức năng, cái kỳ vọng sống của bệnh nhân cũng như những cái mong muốn của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn là cái ICD hoặc là chúng ta là theo dõi. Những bệnh nhân mà có ngất mà chúng ta làm siêu tim, cái chức năng phân chức tống máu có tất cả dưới 35% thì bệnh nhân có chỉ định là cái ICD phát quan. Còn những bệnh nhân mà phân chức máu nó còn bảo tồn thì chúng ta cần phải tiến hành thăm dò thêm cái điện sinh lý tim. Nếu chúng ta tạo ra được cái cơn tim nhanh thất thì bệnh nhân bền vững, chúng ta bệnh nhân có thể định giá để ta theo dõi. Việc phòng ngừa đột tử nguyên phát cho bệnh nhân bệnh tim cấp bộ khuyến cáo bệnh nhân sau này ngừng tim ít nhất 90 ngày hoặc là sau tái thông ít nhất 90 ngày, phân tích tổng máu nhỏ hơn hoặc bằng 35% và NiHA 2 hoặc 3 mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu thì ICD được. Thời điểm nhồi máu cơ tim, sau nhồi máu cơ tim dưới 40 ngày và hoặc là bệnh nhân được tái thông, cái thông thì sau 90 ngày mà chúng ta lựa chọn các cái chỉ định cho phù hợp. Về điều trị và dự phòng
phòng ngừa rút ngắn cấp tái phát trên bệnh nhân bệnh tim không bộ được khuyến cáo nhân bệnh tim không bộ được tối là bị rút ngắn cấp tái phát có triệu chứng nặng hoặc là máy ACD điện mặc dù đã điều trị chạy beta hoặc là mình lập trình máy tối ưu thì có thể cho thêm amiodarone hoặc là sertraline để giảm tái phát cơn rút ngắn cấp. Thứ hai, những bệnh nhân dùng tim cũ có chứng cơn nhân thấp kéo dài có triệu chứng tái phát hoặc là cơn bão nhân thấp rung thấp hoặc là và thất bại hoặc là không liên lạc với amiodarone hoặc là các thuốc chống rối loạn nhịp khác thì đốt điện bản thông là được khuyến cáo. Đối với khuyến cáo bệnh nhân suy tim thì tất cả bệnh nhân suy tim không có máu giảm chờ ghép tim hoặc là bệnh nhân cũ chỉ định ICD NH4 và hoặc sử dụng các thuốc tăng máu protein có kế hoạch xuất viện về nhà thì ICD cũng là chỉ định đấy. Tuy nhiên cái nước này khuyến cáo độ 2A những bệnh nhân về cái dụng cụ hỗ trợ thất trái bệnh nhân có cái dụng cụ hỗ trợ thất trái và rối loạn nhịp thất kéo dài ICD có thể có lợi. Việc phòng ngừa đột tử với các thuốc điều trị suy tim là ở bệnh nhân suy tim chức năng tâm phổi tái giảm dưới 40% điều trị với chạm beta đối kháng aldosterone hoặc là các thuốc ức chế hệ miễn dịch aldosterone hoặc là thuốc chế tục thể nepinephrine thì được khuyến cáo để giảm đột tử và tử vong trong mọi nguyên nhân. Đối với các bất thường về kênh y âm như phòng dự phòng đây là lực đồ phòng ngừa đột tử do hội chứng QT dài thì khi bệnh nhân có hội chứng QT dài chúng ta cần phải đánh giá cái QTc nếu QTc mà dưới 470 chúng ta sẽ dùng khuyến cáo sử dụng chạm beta. QTc mà trên 470 QT điều chỉnh QTc trên 470 mg và hoặc là bệnh nhân có triệu chứng thì cũng khuyến cáo dùng sử dụng chạm beta. Nếu mà bệnh nhân chưa không có triệu chứng mà QTc nó kéo dài trên 500 mg thì chúng ta cần phải có thể khuyến cáo điều trị tăng cường như là sử dụng thêm các thuốc hủy các cái hệ giao cảm thầy giao cảm tim trái và hoặc là dùng ICD. Những cái này là khuyến cáo mức độ 2B. Những bệnh nhân hội chứng QT dài được cứu sống sau ngừng tim thì ưu tiên sử dụng chạm beta các cái ứng cứu viên cho cái máy ICD. Đó là những cái bệnh nhân mà chúng ta đánh giá trên chạm chức năng các kỳ vọng sống như các cũng như là cái mong muốn của bệnh nhân thì chúng ta sẽ có quy định cái ICD phát quan. Nhưng những bệnh nhân này mà sau khi cái ICD bệnh nhân máy vẫn xuất hiện nhiều lần thì chúng ta cần phải điều trị tăng cường, đó là sử dụng thêm các cái thuốc hoặc là chúng ta tiến hành kiểm nốt hệ thần kinh giao cảm tim. Đối với cái khuyến cáo của hội chứng phòng ngừa đột tử trên hội chứng Broda dựa vào các cái dữ liệu cũng như các cái triệu chứng gợi ý của hội chứng Broda thì nếu bệnh nhân nếu mà điện tim Broda tiếp 1 chúng ta cần chứng giám độ 2B là chúng ta nên làm cái gen. Nếu mà gen định chúng ta làm không lập gen mà của cái gây ra cái hội chứng Broda thì chúng ta cần phải tư vấn di truyền về gia đình cho gia đình. Còn nếu Broda tiếp 1 và bệnh nhân có ngưng tim hoặc là những cái ngất mà không giải thích được thì chúng ta có chỉ định cái ICD. Những tất cả những bệnh nhân mà hội chứng Broda thì cần phải thay đổi cái lối sống, tức là chúng ta cần phải tránh các thuốc làm điều trị hội chứng Broda, điều trị sốt, tránh các cái chất kích thích ví dụ như là cocaine hoặc là gắng sức. Đối với nhân thức đa dạng trung thức vô cân thì khuyến cáo tất cả những nhân trẻ tuổi dưới 40 tuổi nhưng tim không giải thích được, gần như tim không giải thích được hoặc là ngất tái phát do ngất sức mà không có bệnh tim hút bộ hoặc là bệnh tim cấu trúc, đánh giá thêm về gen rối loạn nhịp là được khuyến cáo. Những bệnh nhân mà hồi sinh sau ngưng tim do nhân thức đa dạng hoặc là trung thức thì ICD được khuyến cáo nếu thời gian vẫn còn trên 1 năm. Những bệnh nhân có nhiều cơn trung thức vô cân tái phát được khởi phát do quản thu thấp với cùng dạng quy rán thì cắt đốt bằng ống thông là có lợi. Về khuyến cáo bệnh cơ tim do quản thu thấp thì những bệnh nhân quản thu thấp thường xuyên tổng cộng trên 15%
và đa số là do một dạng RS cần điều trị rối loạn nhịp để giảm triệu chứng hoặc giảm suy chức năng thất nghĩ do ngoại thu gây ra. Trong khi điều trị thuốc chống loạn nhịp không hiệu quả, không giúp nạp hoặc là bệnh nhân không muốn thì các đốt bằng không là hữu ích ở khuyến cáo 1B. Về thai kỳ thì khuyến cáo nếu mẹ bị hội chứng QT dài thì thuốc chạm beta được tiếp tục suốt thai kỳ và sau đó kể cả cho con bú. Hai là rối loạn nhịp thất kéo dài trong lúc thai kỳ, việc sốc điều chỉnh nhịp là an toàn và hiệu quả với cấu hình điện tử tiêu chuẩn. Sau đi em xin báo một vài các lâm sàng về cái vấn đề điều trị rối loạn nhịp bằng có đường ống thông. Cái thứ nhất là bệnh nhân Bảo Khanh sinh năm 99 ở Đà Nẵng. Bệnh nhân này có tiền sử quản thu thất nhiều năm, điều trị nội khoa hoàn toàn không đáp ứng cho bệnh nhân này. Em dùng hầu như tất cả các thuốc rối loạn nhịp nhưng mà nhịp tim đều là quản thu thất nhịp đôi. Lần này vào viện bệnh nhân đồng ý là đốt làm việc sinh lý thì trên cái bề điện tim bề mặt cho thấy cái chuyển đạo cái chuyển tiếp ở V3 nghi ngờ cái vị trí xuất phát là nằm ở đường ra thất trái và khả năng cao là ở cái vị trí xuất phát là ở xoang van sơ va thì sau bệnh nhân được đưa vào làm được sinh lý tim thì bệnh nhân được chụp dùng xong tiếp theo thì chụp cái góc động mạch chủ để cho thấy rõ hai cái xoang vành ở động mạch vành. Thì sau đó bệnh nhân được tiến hành chụp đốt thì sau khi chụp đốt thì bệnh nhân là trở về nhịp xoang và hiện tại khám bệnh nhân vẫn rất là khỏe. Ca thứ hai tức là bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa 54 tuổi ở Quảng Ngãi. Bệnh nhân này là tiền sử ngất rất là nhiều lần và đã được đi ở trong Quảng Ngãi ghi nhận nhiều cơn tim nhanh tốc đa hình thái. Lần này vào viện cũng vì cái ngất được sốc điện và chuyển bệnh viện Đà Nẵng thì bệnh nhân này có chỉ định là cái máy ACD. Tuy nhiên điều kiện bệnh nhân khó khăn cho nên bệnh nhân cái máy ACD một buồng. Thì sau khi ra viện bệnh nhân có dùng thêm các thuốc rối loạn nhịp. Tuy nhiên 2 tháng sau bệnh nhân tự ý ngừng thuốc thì đã lên cơn rối loạn thất và được máy sốc điện. Sau đó bệnh nhân đã được duy trì lại thuốc như cũ và trước khi nhập viện 3 tháng thì máy sốc điện trên 30 lần. Máy sốc điện trên 30 lần bệnh nhân lên cơn hồi hộp liên tục và đã được trong Quảng Ngãi xử lý các thuốc nhưng mà ngày nào bệnh nhân cũng bị sốc hết, bệnh nhân ám ảnh luôn. Thì bệnh nhân này vào viện thì bọn em quyết định là đây là nặng kiểm tra máy là máy sốc nhưng mà sau khi sốc 34,6 joule đó thì tái lập lại nên thất liệt. Thì hướng xử lý của em tiến hành là chụp đốt thì sau khi mà chụp đây là để tiếp tục máy khoa rung, sau khi tiến hành chụp đốt xong thì bệnh nhân trở về nhịp xoang thì một năm nay bệnh nhân không xuất hiện cái sốc lần nào nữa. Hoặc là cái bệnh nhân Võ Thị Thủy thứ phải ít 39 tuổi ở Đại Lộc Quảng Nam. Bệnh nhân này tiền sử nhân thất 2 năm, điều trị thường xuyên nhưng vẫn lên cơn liên tục. Đi khám ở một số các bệnh viện thì người ta khuyên là cái máy khóa rung nhưng bệnh nhân chưa có điều kiện kinh tế. Thì bệnh nhân lần này vào viện vì tình trạng hồi hộp thì được tuyến bạn các bệnh viện bạn cũng có điều trị RS nhưng không thành công. Nhưng sau đó thì bệnh nhân xuất hiện cái cơn nhanh thất bền vững liên tục và dùng tất cả thuốc đều không đáp ứng 10 ngày. Thì sau khi chuyển ra thì cũng đã bệnh nhân có những lần mất ý thức nên cũng phải được sốc điện. Sốc xong thì được thời gian ngắn bệnh nhân lại vào cơn nhanh thất lại. Vậy là bọn em quyết định là đốt điện. Thì sau khi mà đốt điện xong thì bệnh nhân trở về nhịp xoang và một năm nay bệnh nhân cũng không có lên cơn nhịp nhanh nào cả. Và em xin đến phần kết luận là nhịp nhanh thất, rung thất và rối loạn nhịp thất nguy hiểm nhất là nguyên nhân đột tử hàng đầu. Hai nhóm nguy cơ lớn nhất đó là bệnh lý mạch vành và suy tim. Việc chẩn đoán và điều trị chính xác sẽ làm để đột tử, nó còn làm giảm tử vong tim mạch nói chung. Cần phải đánh giá và xác định bệnh nền để có hướng điều trị thích hợp. Điều trị rối loạn nhịp thất bao gồm thuốc ICD, điều trị các đốt bằng sóng cao tần ngày càng chứng minh được hiệu quả và có quy định nhiều hơn. Và cuối cùng ICD vẫn là
nền tảng để phòng chống đột quỵ do tim. Em xin thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã nghe. Rồi, cảm ơn.